Con chào các con chào cô và chào các bạn. Con tên là Phạm Minh Nhật. Năm nay con 11 tuổi, học ở trường Newton Goldmark City. Con ở thành phố Hồ Tùng Mậu, tỉnh Hà Hà, Nội. thành phố Hà Nội. Tiếp đi, vào bàn đi. Con thưa cô, hôm nay con sẽ giới thiệu bài làm của con tên là Mê Cung. Con thưa cô, con chó của con sẽ có đi lên đi xuống, sang trái sang phải. Đi đi lên thì là một lượng y là 5, còn đi xuống sẽ là một lượng y trừ 5, còn đi sang trái là một lượng x, một lượng x là trừ 5, còn đi sang phải là một lượng x 5. Thì ở mê cung một của con sẽ có ba con rơi. Ba con rơi này sẽ đi theo zig zag hoặc là ngang hoặc là dọc mãi. Nếu chạm vào nhân vật thì sao? Nếu như rơi mà chạm vào đót hoặc là con chó chạm vào con rơi thì con chó sẽ thua và sẽ hiện vào game over và sẽ hiện nút là chơi lại. Nếu như con ấn vào nút chơi lại thì con sẽ quay trở lại từ đầu và sẽ chơi lại ban đầu. Ở đây cô rồi, con hãy test cho cô chế độ thắng nhé. Vâng. Rồi đây là phông nền nào đây con? Đây là phông nền nè, mấy cái tia lửa để đến được xuống xuống chỗ chìa khóa. Đấy không? Rồi con chơi cho thắng nha cô nha. Ủa sao cái máy vẫn hiện thế kia? À đúng phải lụng đấy. Rồi, chạm cổng thì sẽ chiến thắng đúng không? Và con cảm ơn cô và các bạn đã xem bài thuyết trình của con. Rồi, con nhấn dừng chương trình và để đó cho cô nha. Rồi, con mời các bạn có phần góp ý nhận xét gì cho phần thuyết trình của bạn Minh Nhật nào. Minh Hiếu có góp ý gì không con? Rồi, không có bạn nào có góp ý thì cô sẽ có một số nhận xét và góp ý như sau. Thứ nhất là cái phần dự án của Minh Nhật, tất cả các nhân vật đều đã chạy theo ý của Minh Nhật rồi đúng không? Ừ.
phần lập trình của con cho các nhân vật rất là tốt. Và ở đây có một cái phần sáng tạo. Khi ở trong cái mê cung một này thì nhân vật con chó của con nó di chuyển, và ở đây có ba nhân vật con rơi nó di chuyển theo các cái chiều khác nhau. Để vượt qua được ba con rơi này thì cũng rất là khó. Tuy nhiên ở đây con có một cái lối mở, đó là con chạm vào một cái nhân vật Cái màu cổ xanh xanh. này. Đấy, cái màu xanh này thì nó giống như là một cái phao cứu sinh hoặc là một cái lối tắt, nó ẩn hết những cái nhân vật kia đi và con chỉ cần di chuyển cho đến cái chỗ chìa khóa này thôi, đúng không nào? Dạ. Con lấy ý tưởng này từ đâu hay ai hướng dẫn hay ai gợi ý cho con? Con tự làm. Tự Đấy, tôi làm. thấy cái phần này của con Con rất là sáng tạo luôn. Nếu mà khó quá thì chúng ta sẽ có một cái lối mở cho nhân vật, chạm vào đó thì nhân vật sẽ dễ đi hơn. Và khi chạm vào đó thì nó sẽ sang một cái phông nền. Phông nền đó con tự vẽ đúng không? Con thấy cái phông nền rất là dễ thương. Thứ hai nữa là khi sang đến mê cung sau thì cái lối ra của con đó là một cái cánh cửa. Và khi chạm vào cánh cửa thì nó như là một cái cánh cửa để mở ra chúng ta ra khỏi mê cung ấy. Cái phần ý tưởng này cũng rất là tốt. Và con lập trình cho các nhân vật của mình đều đã theo ý của con. Và cô thấy như vậy cũng rất là hay. Và con chó khi chạm vào cái hình cái khóa mà có dấu tích màu xanh ấy, đấy là nó cũng cầm chìa khóa đi, giống như là nó cầm chìa khóa đi để mở cổng. Và cô thấy phần này rất là sáng tạo. Trình của con thì rất là trôi chảy rồi và mô tả được đầy đủ các hoạt động của các nhân vật. Và cô đánh giá phần thuyết trình của Minh Nhật là tốt nha. Vợ cô Rồi. cháu có để Cô hôm cảm trước ơn Minh Nhật. ăn Nhật chia sẻ cho cô nào. Dự án của Minh Nhật rất là hay.